hiên ngang những bước chân, mạnh mẽ không ngại ngờ. Hiên ngang những bước chân, mạnh mẽ không ngại ngờ. Cho quê hương muôn vạn con tim cùng hòa ca bài ca chiến thắng, cùng vươn cao hơn. Xây một giấc mơ cho quê hương mình, hỡi các liền anh liền chị, các cầu thủ, ban huấn luyện, tổng trọng tài, đơn vị truyền thông và các khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng bóng đá đồng hương mở rộng lần thứ nhất năm 2024. Và trong bóng đá là như vậy, chúng ta luôn có những khoảnh khắc của nỗi buồn, của những sự vinh quang. Những các cầu thủ có mặt trong đội bóng của mình, chơi trên sân bóng của đồng hương, trong mùa giải này chúng ta đã là những người chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Và trải qua 19 trận thi đấu diễn ra trong cuộc hành trình, rất nhiều các cảm xúc lẫn lộn đan xen, và đó đều là những niềm vui của những sự vinh quang của những người chiến thắng. Và trước khi bước vào lễ bế mạc và trao giải, thay mặt cho ban tổ chức bóng đá đồng hương, xin được chân thành cảm ơn đến những sự đồng hành của các nhà tài trợ, của các mạnh thường quân, của những khán giả, của các cầu thủ, tổ trọng tài, đơn vị truyền thông và rất nhiều những khán giả của mọi miền trên khu vực Bắc Ninh, Từ Sơn, Đông Anh đã luôn đồng hành và xuyên suốt theo dõi những bước chân của đồng hương Open lần thứ nhất năm 2024, tạo ra một mùa giải thành công, ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Và về tham dự trong buổi lễ bế mạc trao giải ngày hôm nay, có sự xuất hiện của ban lãnh đạo, các vị khách mời, nhà tài trợ. Tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Ngô Thị Quý, bí thư khu phố Đồng Hương. Chúng tay ta xây một giấc mơ. Tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Ngô Văn Bắc, trưởng khu phố Đồng Hương. Đừng ngại khó khăn. Tôi xin được trân trọng giới thiệu có bà Nguyễn Thị Hương, trưởng ban công tác mặt trận khu phố. Cùng cao hơn, cùng bay xa hơn. Tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Anh Hùng, giám đốc truyền thông Bắc Ninh Moment Football. Tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của anh Hiếu, đơn vị đồng hành nhãn hàng thể thao H-Sport. Ngoài ra có sự hiện diện của các vị khách quý,
tàu trọng tài và những cầu thủ đang có mặt trong sân bóng ngày hôm nay. Và rõ ràng đây là một mùa giải thành công rực rỡ. Và trước khi bước vào các hạng mục dành cho các cá nhân, các đội bóng, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho sự thành công rực rỡ này. Và xin được chân thành cảm ơn. Và một trong những yếu tố không thể thiếu đồng hành xuyên suốt trong mùa giải của chúng ta đó là các vị trọng tài. Những quyết định chính xác, những tình huống cầm cân nảy mực tạo ra những trận đấu công bằng, văn minh. Và xin trân trọng kính mời tổ trọng tài sẽ lên nhận danh hiệu tổ trọng tài xuất sắc điều hành mùa giải của Đồng Hương Open lần thứ nhất năm 2024. Tôi xin được trân trọng kính mời anh Dương sẽ lên trao danh hiệu này dành cho tổ trọng tài, đại diện là Mạnh Cường. Cảm ơn anh Dương, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá của Đồng Hương. Và tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời ông Ngô Văn Bắc sẽ lên đọc diễn văn bế mạc giải đấu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Ngô Thị Quý, Bí thư chi bộ khu phố Đồng Hương. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa ban tổ chức, kính thưa tổ trọng tài, các cầu thủ, kính thưa các nhà tài trợ, các cổ động viên và tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho tôi gửi tới các vị đại biểu, ban tổ chức, tổ trọng tài, các cầu thủ, các nhà tài trợ, các cổ động viên và tất cả mọi người có mặt tại đây lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các vị, vậy là giải bóng đá của khu phố Đồng Hương mở rộng lần thứ nhất năm 2024 đã kết thúc sau 13 ngày tranh tài của các đội bóng. Với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Các cầu thủ của các đội đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay, đầy kịch tính hấp dẫn, có chuyên môn cao. Trong thể thao không thể tránh khỏi những nụ cười của niềm vui, những giọt nước mắt của sự nuối tiếc. Song hơn tất cả là giải đấu đã mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các khu phố trong và ngoài phường với nhau. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin rất cảm ơn các nhà tài trợ đã có những đóng góp quan trọng để giải đấu được thành công. Cảm ơn tổ trọng tài đã hoàn thành xuất sắc công việc điều khiển các trận đấu vô tư và đúng luật. Cảm ơn các cổ động viên của các đội đã cháy hết mình cổ vũ động viên cho các cầu thủ. Cảm ơn các thành viên trong ban tổ chức đã làm việc hết mình với tinh thần trách nhiệm cao tạo nên sự thành công của giải. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các quý khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Giải bóng đá khu phố Đồng Hương mở rộng lần thứ nhất năm 2024 đã khép lại với dấu ấn đậm nét và tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đoàn kết cao thượng của các cầu thủ và các đội bóng. Tôi tin tưởng rằng giải đấu này sẽ được tiếp tục duy trì, phát huy và thành công hơn nữa ở những mùa giải sau. Với ý nghĩa trên, tôi xin tuyên bố bế mạc giải bóng đá khu phố Đồng Hương mở rộng lần thứ nhất năm 2024. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công. Tôi xin trọng cảm ơn. Và xin chân thành cảm ơn ông Ngô Văn Bắc, trưởng khu phố đã có những diễn văn trong buổi lễ bế mạc. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một danh vị. Đó là một trong những danh vị mà theo như sự chia sẻ của anh Thường Ất, đây là lần đầu tiên trên sân bóng của Đồng Hương. Danh vị tổ truyền thông xuất sắc nhất, tôi xin trân trọng kính mời chủ tịch câu lạc bộ bóng đá của Đồng Hương, anh Văn Dương,
Và trân trọng kính mời giám đốc đơn vị truyền thông Bắc Ninh Moment Football, ông Nguyễn Anh Hùng sẽ lên nhận danh vị tổ truyền thông xuất sắc nhất. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay dành cho ông Nguyễn Anh Hùng và anh Vô Sương. Một mùa giải thành công ấn tượng với nhiều những pha xử lý hay, đẹp mắt là một trong những công thần không thể thiếu trong màu áo của binh đoàn dòng xanh. Danh hiệu vua phá lưới, gọi tên duy thổ của Mai Động với 4 bàn thắng trong hành trình mùa giải này. Tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của ban tổ chức anh Thưởng Ất sẽ lên chào danh vị dành cho ngôi sao duy thổ. Với những siêu phẩm, duy thổ đã đóng một vai trò rất lớn trong các đợt tấn công và những phương án thế trận phòng ngự. Danh hiệu vua phá lưới đã xứng đáng dành cho duy thổ và xin chúc mừng duy thổ. Chúng ta sẽ đến với danh hiệu tiếp theo, danh hiệu găng tay vàng. Khán giả cũng đang khá tò mò và không biết ai sẽ là găng tay vàng đây. Xin được chúc mừng huấn bốc mắt của Hương Mạng đã danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Tôi xin được trân trọng kính mời anh Hiếu, đại diện cho đơn vị cung cấp thiết bị thể thao Hasabot sẽ lấy trao phần thưởng dành cho thủ thành huấn bốc mắt. Ở hai trận thành công áp dụng lối chơi bò vào lầy, giúp các thủ thành mạng vượt qua được vòng bảng và có những trận đấu tự dòng kinh điển trong là trận thi đấu tứ kết và bán kết. Và xin chúc mừng thành huấn bốc mắt. Chúng ta sẽ đến với danh hiệu thứ 3, danh hiệu cao quý nhất trong các danh hiệu cá nhân. Một cầu thủ sinh năm 2K5 với cân nặng 46kg, đặc trưng chân trái. Xin chúc mừng Nghiêm Vạn của Hương Mạc đạt danh hiệu quả bóng vàng. Tôi xin được trân trọng kính mời đại diện ban tổ chức của Đồng Hương, anh Hải Châu sẽ lên trao phần thưởng danh vị quả bóng vàng dành cho ngôi sao trẻ 2K5 Nghiêm Vạn. 3 bàn thắng có được và vô số các đường kiến tạo của Nghiêm Vạn. Và chính xác ra là 2K6 chứ không phải là 2K5. Nghiêm Vạn rất trẻ và là một trong những công thần, một ngôi sao nổi tiếng của bóng rổ. Anh đã có một mùa giải thành công trong màu áo của Hương Mạc và xin chúc mừng Nghiêm Vạn. Và chúng ta sẽ đến với hai bóng cũng có một lối chơi rất ấn tượng xuyên suốt trong hành trình mùa giải hôm nay. Một lối chơi đặc trưng hoa mỹ. Hai đội bóng đồng giải 3 xin được chúc mừng đội bóng chủ nhà Đồng Hương và đội bóng Thủy Lôi. Và tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Anh Hùng sẽ trao giải 3 dành cho đội bóng Đồng Hương và đội bóng Thủy Lôi những chiếc danh vị. Và đại diện của Thủy Lôi là Quyết CR, bên phía đội bóng chủ nhà là Nương Bom. Và anh Hùng và anh Hiếu sẽ trao hai danh vị này. Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho hai ngôi vị về vị trí thứ 3 trong một mùa giải rất khắc nghiệt. Và xin chúc mừng đội bóng Thủy Lôi và đội bóng chủ nhà Đồng Hương. Và binh đoàn dòng xanh với những chiến thuật thay người đặc sắc, một lối chơi đa năng chưa thể lên đỉnh trong mùa giải này. Ngôi vị Á quân xin được chúc mừng ca thủ Mai Động. Tôi xin được trân trọng kính mời chủ tịch câu lạc bộ đá Đồng Hương Anh Dương sẽ lên chào những tấm huy chương. Và tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Ngô Văn Bắc, bà Ngô Thị Quý, bà Nguyễn Thị Hương sẽ trao những tấm huy chương cùng với ông Nguyễn Anh Hùng và anh Hiếu sẽ trao những tấm huy chương bạc danh vị dành cho đội bóng Mai Động. Một mùa giải thành công của huấn luyện viên trưởng Đinh Đàm. Hơi tiếc một chút dành cho các thủ Mai Động trong trận thi đấu chung kết. Khoảnh khắc chưa thể gọi tên. Vua đấu cúp tiếp tục thăng hoa.
nhan sen, những yếu tố kinh nghiệm. Và xin mời các vị khách mời, các bạn lãnh đạo, chúng ta sẽ lên chụp những bức ảnh cùng với đội bóng đạt ngôi vị Á quân các bạn xe bài động. Và xin mời Nhiều chúng ta cũng sẽ lên chụp những bức ảnh lưu niệm cho một mùa giải rất đáng nhớ tại Đông Hương Open mở rộng. Và tất cả mọi thứ thì có thể thay đổi, những khoảnh khắc trong những bức ảnh thì sẽ không bao giờ thay đổi cả. Với khoảnh khắc chào mừng Tân Phương nhà vô địch tại Đông Open lần thứ nhất năm 2024, xin được gọi tên vua đồ cúp của Từ Sơn trong năm 2024, FC Hương Mạc. Và tôi xin được trân trọng kính mời các vị khách quý và lãnh đạo sẽ trao những tấm huy chương vàng danh vị phần thưởng dành cho cao thủ FC Hương Mạc. Và sau đó chiếc cúp vô địch sẽ được chào bởi trưởng khu phố ông Ngô Văn Bắc. Một hành trình tuyệt vời của vua đồ cúp Từ Sơn. Đây là chiếc cúp thứ tư của các thủ Hương Mạc trong năm 2024 được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Đinh Tới. Một mùa giải mà các thủ Hương Mạc đã hoàn thành cú ăn ba, một cú ăn ba không phải là trong lịch sử, mà đó là lịch sử đầu tiên tại sân bóng của Đồng Hương. Và Hương Mạc đã làm được điều đó với những chiếc cúp vô địch trong các giải Open lần đầu tiên của một khu phố, thì cảm giác nó sẽ khác hơn rất nhiều. Và rõ ràng là tràn đầy những sự vinh quang, những sự chiến thắng. Và chúng ta sẽ cùng đến với khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch. Tôi xin được trân trọng kính mời ông Ngô Văn Bắc, trưởng khu phố, sẽ lên chào Ngai Phương, chiếc cúp tỉnh dành cho các đội bạn. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vực. Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng.